Câu chuyện số 4: Giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham. Nhiều năm sau, kể từ trận đại hồng thủy, lại có thêm nhiều người sinh ra trên thế gian, và tất cả họ cùng nói một thứ tiếng. Thay vì sinh sản làm cho đầy dãy đất theo mạng lệnh của Chúa, thì họ lại tập hợp nhau để xây dựng một thành phố. Họ rất kiêu ngạo và không quan tâm đến những gì Chúa đã phán. Thậm chí, họ muốn xây một ngọn tháp cao chọc trời. Chúa thấy rằng, nếu tất cả bọn họ hợp lực để làm điều ác này, thì họ cũng có thể làm nhiều việc tội lỗi hơn nữa. Vì vậy, Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ của họ và phân toán loài người ra khắp đất. Thành phố mà ban đầu họ định xây gọi là Babel, nghĩa là lộn xộn. Hàng trăm năm sau, Chúa phán cùng một người Lam tên là Abraham. Chúa bảo ông, hãy rời quê hương và gia đình, rồi đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm cho ngươi trở thành một dân lớn. Ta sẽ làm nổi danh ngươi. Ta sẽ ban phước cho kẻ nào chúc phước ngươi và rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Mọi dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước. Abraham vâng theo lời Chúa. Ông đem vợ mình là Sarai cùng tất cả các đầy tớ và tài vật mà ông có và đi đến nơi Chúa chỉ cho ông. Đó là vùng đất Canaan. Khi Abraham đến Canaan, Chúa phán cùng ông rằng, hãy nhìn chung quanh ngươi, vùng đất nào ngươi nhìn thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi làm cơ nghiệp. Sau đó, Abraham cư ngụ tại nơi này. Một ngày kia, Abraham gặp Melchizedek là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Melchizedek chúc phước cho Abraham và nói rằng, nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng nắm quyền trên cả vũ trụ ban phước cho Abraham. Sau đó, Abraham lấy 1/10 tất cả những gì mình có để dâng cho Melchizedek. Nhiều năm trôi qua mà Abraham và Sarai vẫn chưa có con. Chúa lại phán hứa với Abraham là ông sẽ có con trai và dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời. Abraham tin vào lời hứa của Chúa. Chúa công bố ông là người công bình vì ông tin vào lời Chúa hứa. Sau đó, Chúa thiết lập một giao ước với Abraham. Giao ước là một sự thỏa thuận giữa hai bên. Chúa phán, ta sẽ ban cho ngươi một con trai từ ngươi mà ra và ban xứ Canaan cho dòng dõi ngươi. Dầu vậy, Abraham vẫn chưa có con. Câu chuyện Kinh Thánh được trích trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 11 đến đoạn 15.